Có một điều lạ lùng là trong bất kỳ hoàn cảnh thời tiết nào, thì ngay kể cả Ronaldo hay là những vận động viên hàng đầu thế giới, và kể cả là những CEO hàng đầu thế giới nữa, họ cũng đều có một sở thích, đó chính là tắm nước đá. Vậy thì bí mật của họ là gì? Tại sao họ lại làm như thế? Và họ đã vượt qua cái lạnh chết người như thế nào? Hãy cùng mình khám phá trong video này nhá. Ok, và trong những ngày qua, một tháng gần đây, là mình luôn luôn tập thở. Đó chính là cái Wim Hof Breathing Technique. Thì đây là một cái phương pháp mà ông được mệnh danh là người băng. Ông ấy sử dụng để có thể là giúp cái nhịp tim của ông ấy trở nên bình tĩnh hơn, chậm cái nhịp tim lại theo cái phương pháp của ông ấy, thì có thể giúp cho mình chịu được cái lạnh. Lý do là vì sao? Bởi vì cái mấu chốt quan trọng để các bạn chịu được cái lạnh mà trong một năm qua mình đã luôn luôn tập cái lạnh để thử nghiệm xem, thì những cái bài tập thở nó giúp cho tâm trí của các bạn trở nên yên bình hơn, làm chậm cái nhịp tim của các bạn xuống, giúp cho các bạn kiểm soát được cái nhịp thở của các bạn, và nó sẽ không bị sốc bởi nhiệt độ lạnh ở bên ngoài. Mùa đông năm ngoái, mình đã làm một cái thử thách tắm nước lạnh. Và cho đến bây giờ là mùa đông năm sau, nghĩa là trong suốt một năm này, mình đã hoàn toàn nghiện tắm nước lạnh, và sáng nào mình cũng đã tắm nước lạnh. Và cho đến tầm này ấy, tắm nước lạnh vào buổi sáng là điều bình thường với mình, và đã quá là bình thường luôn. Thế cho nên là mình nghĩ mình cần thứ gì đó đô hơn nữa. Chúng ta sẽ thử với nước lạnh tự nhiên. Thật sự là bây giờ mình đang cảm thấy rất là ok, kiểu nó không quá lạnh và mình hoàn toàn kiểm soát được. Wow, mình nghĩ là cứ như thế này thì dần dần khoảng vài hôm nữa là có thể quen được với nước đá đấy, điều chỉnh nhịp thở nào. Qua những ngày trải nghiệm tập luyện ở đây thì mình nghĩ là lúc để thử nước lạnh ở đây thật sự ở đây một cách giống như một người đàn ông vậy. Hôm nay là ngày thứ tư, 5 giờ sáng và nhiệt độ hiện tại đang là vào 15 độ C. Và hãy cùng mình xuống nào. Don't worry, I got this bro. Điều chỉnh nhịp thở nào. Cái cảm giác ấy mà chúng ta được hòa bình với dòng nước lạnh, nó giống như là cái cảm giác mà chúng ta có thể tĩnh lại cơ thể, cảm nhận nhịp độ, cảm nhận những cái dòng máu chảy trong cơ thể này, cảm nhận được nhịp tim của mình này. Và hơn hết là khi các bạn kiểm soát được cơ thể thì nước lạnh chả là gì cả. Nó giống như là não của các bạn, tim của bạn đã quá quen việc này và được hãm lại bởi sự yên bình của hơi thở. Cho nên là đến khi lúc mình bơi, mình chỉ cảm thấy là mình đang hòa vào một với dòng nước. Wow. Ồ đấy ạ. Thả hàm xuống. Vĩnh ơi. Ôi, điên máu không được anh điên. Đâu? Ôi, cảm thấy lạnh. Ôi, thế này. Wow. Ôi, đỏ hết rồi này.
Ok, khi mà mình đo nhiệt độ của nước này thì là nó vào 5 độ C. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta sẽ là 2 phút. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm với cảm giác mà buốt đến tận óc nhìn này. Nổi hết cả da gà đây luôn này. Ui. Nhưng mà sau cái trải nghiệm đấy, tinh thần mình nó sảng khoái lên đấy. Và ui, cơ bắp cái thứ dẻo mại. Người mình lên, lúc mà lên nhá, không hề cảm thấy lạnh một tí nào luôn. Wow. Rồi dùng chân vào trước đi. Sao thế sao? Kinh không? Ghê không? Đây rất thật đấy, đây rất thật đấy. Cho đến ngày hôm nay thì nó vẫn là một trải nghiệm mới với mình. Và mình đang cảm thấy rất là vừa lo lắng vừa hào hứng đây này. Ui, mỗi lần mình xuống đều giống như là một trải nghiệm mới. Và mỗi lần trước khi xuống đều rất là buồn chồn. Mặc dù đến tầm này mình đã cảm thấy gọi là khá thoải mái, kiểu là tắm nước lạnh rồi. À đâu, nước đá chứ. Mình cảm thấy tất cả những buổi tập của mình, cơ bắp trở nên dẻo dai hơn và hoàn toàn có thể gọi là lành nhanh hơn trước. Có nghĩa là nó phục hồi rất là nhanh. Cùng với đấy là khi mà các bạn tắm nước đá thì cơ thể của các bạn sẽ phải đốt cái lượng calo thừa trong người để có thể duy trì, để có thể làm ấm được cơ thể. Cho nên là nó đốt rất nhiều mỡ đấy. Và có một lợi ích mà mình cảm thấy việc tắm nước đá đem lại cho mình và hữu dụng nhất, đó chính là nó giúp mình có thể cảm thấy bình tĩnh hơn trong tất cả mọi việc. Có nghĩa là trong cuộc đời của các bạn, trong công việc, trong học tập của các bạn, có rất nhiều lần các bạn sẽ phải bực tức, tức giận và gây đến những cái hậu quả không đáng có, đúng không? Thì trong những cái tình huống đấy, nhờ việc tắm nước đá và việc hít thở theo phương pháp của Wim Hof thì mình hoàn toàn đã có thể kiểm soát lại cái cơn giận của mình. Không giống như trước đây, khi mà mình gặp cơn giận mình sẽ nổi nóng và mình sẽ chửi bới. Nhưng mà đến bây giờ ấy, thì sau khi trải nghiệm cảm giác tắm nước đá, mình lại cảm thấy những cái cơn giận đến rất là bình thường. Và khi nó đến một phát, mình hoàn toàn có thể bình tĩnh ngay lập tức. Bởi vì mình đã luyện tập cho bản thân là cái việc bắt ép hơi thở của mình này, nhịp tim của mình phải trở lại bình thường trong cái lúc mà ngâm nước lạnh tột độ. Thì nó cũng đã giúp mình có thể kiểm soát được cái cơn nóng giận. Nước lạnh, mày tuổi. À đâu, nước đá chứ. Đập đá. Sáu phút. Ok, đứng dậy thôi này. À, hôm nay là ngày 8 và chúng đã nâng lên được một tầng cao mới. Hết thế. I'm feeling good.
hôm nay là ngày cuối cùng, nhiệt độ nước lúc này là vào 0,07 độ C. Và hôm nay sẽ là một thử thách cực đại, chúng ta sẽ đẩy giới hạn của bản thân lên 10 phút. Cố lên nào. Đến tận bây giờ luôn đấy. Khi mà các bạn điều khiển nhịp thở thì não của các bạn sẽ cảm thấy rất là bình tĩnh và không sốc bởi cái lạnh, và có thể gọi là vận khí để đặt ấm người lên. Chơi nước đá không độ C như này. Ok. Này, đỏ hết này. Ui, tê dại hết cả chân, từ chân xuống luôn. Được rồi. Bây giờ thì anh nhớ bấm like, share và subscribe thế giới nhá.